em đang tập trung thì quần này chơi kiểu gọi là xanh chín đấy, xanh chín chơi dưới đất cơ chứ không không chơi trên cao nữa. Tập trung rất đông anh em, đông đảo anh em đây anh em nhá, có mấy anh em đang đi săn, có rất đông đảo anh em đằng sau này, cả kia khắp vườn bên trong nữa kìa, trong kia khắp vườn. Ok đây anh em ơi, đây rồi, một đôi thôi, mới đợt đông lắm, đây nhiều lắm. Điện thoại kêu. Bỏ ra. Bỏ đấu à? Ra đấu gương. Em ơi, anh em ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ăn hàng, ngúi em ơi, chết rồi, ăn hàng rồi. Sang bên kia, một đối tượng đã chuẩn bị. Đây rồi. Đã có hàng anh em nhá. Nhiều lắm, đây nhiều lắm. Đàn đồng nghịch. Ra rồi anh em ơi. Nhìn thấy rồi. Đây, nhỏ đầu ra rồi. Chuẩn hàng luôn rồi, ái là đấu rất tốt nhá. Đấy, nào, đi qua nhìn thấy này. Nào, bắt đầu. À, nhìn thấy rồi, đối thủ đã đứng lên và thái độ. Bắt đầu. Dạy dương lồng với tiếp nhá.